Tổng kho đầu tiên xin chào toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nha. Hôm nay cũng là mùng 9, cũng là những ngày đầu xuân của năm mới. Thì lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể các bác những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bác và gia đình. Sang năm mới an khang thịnh vượng. Đối với các bác đi săn bẫy thì đi săn bẫy gì được đấy các bác nhá. Thì hôm nay em giới thiệu với bác một cái sản phẩm đó là lụp bìm bìm. Đối với con lụp bìm bìm này khác với mọi con lụp khác. Bởi vì là bác này yêu cầu là sơn đen và làm là làm một lớp, nhưng mà hàn lại hàn nan dày đấy. Hàng này thì giá tiền của nó vẫn thế thôi các bạn, vẫn là 1.600.000 một cái, em bao ship đến tận nơi rồi đấy các bạn. Hàng này thì đối với hàng này của nó sẽ đi về Tiền Giang các bạn. Bác này yêu cầu này nan cách nan của nó một phân này, đây các bạn này, nan cách nan của nó một phân này. Đấy, tất cả nan cách nan phân hết. Và mặt trên cũng vậy, và chỉ có làm một lớp thôi chứ không làm hai lớp nữa. Và nhà em đã làm một lớp. Hàng này thì nó là hàng full ni lốc, tất cả toàn bộ 100% bằng ni lốc, trừ cầu tử và là lò xo các bác nhá. Đối bốn con lò xo này bằng thép AC các bác biết rồi. Riêng các bác dùng lục nhà Đào Tuyền các bác biết rồi. Hàng thì bao chất, bao xịn sò luôn, bao nhạy, bao chuẩn cho các bác luôn. Tại vì là nhà em làm cái lò xo lục này nó tương đối là căng, chứ không làm trùng như mọi cơ sở khác đâu. Làm lò xo yếu quá, khi mình răng lụp lên hoặc là mình treo lên thì cái tỷ lệ mà nó để nó bị cái cầu tử này nó đè xuống nó sập rất dễ xảy ra khi anh em treo cao nhá. Đấy, còn hàng nhà em thì các bác yên tâm, đây em sẽ mở cái lớp trên lên cho bác xem. Đối với hàng này thì con bịp thì cũng không thò mỏ qua đánh nhau được đâu, nên các bác an tâm nhá. Hàng thì nhà em làm nhận làm theo yêu cầu của các bác. Ví dụ các bác yêu cầu làm như thế nào, miễn là form dáng như thế này thì nhà em sẽ làm theo đúng yêu cầu của các bác. Khi các bác đặt hàng, ví dụ các bác đặt một lớp đây, đây một lớp đây các bác, một đối với một lớp này nhá, các bác nhìn này, móng tay út của em còn không xuyên qua được đấy. Nan cách nan của nó chưa đến một phân đâu, mình gọi là một phân cho nó chuẩn, tại vì nó còn xê dịch, đôi lúc nó còn xê dịch. Nan thì cực đều luôn, các bác nhìn nhà em chấm này đẹp từng cm cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chạy xung quanh vẫn bằng dây dù siêu bền và nhỏ keo. Đối với con lụp đánh cây này nhá các bác nhá, anh em mình vẫn có thể đánh đất được mà. Nhiều bác hỏi thì lụp đánh cây này có đánh được đất không? Vẫn đánh được đất, nhưng khi con bịp nó trèo lên đây, các bác nhìn mõm nó. Con lụp đánh đất thì mõm của nó chỉ 10 phân thôi, nhưng con lụp đánh cây này mõm của nó 18 phân. Nên anh em khi anh em đi đánh, anh em đặt lựa chỗ nào để khi con bịp nó leo từ dưới này, nó nhảy lên đây, nó nhảy thật dễ dàng và thật dễ lên thì nó mới dễ nhảy được. Đấy, khi nhảy thì các bác yên tâm, con bịp đánh vờn nhau một lúc nó mới nhảy vào cầu tử này. Còn nếu mà riêng dòng lụp này mà treo cây nhá, thì các bác an tâm, sập 100 con hầu như cả 100 con chết. Tại vì nhà em làm thì lò xo cực kỳ mạnh. Đấy, sau đây em test thử độ mạnh và độ nhạy của nó cho các bác xem nhé. Đây là một bao thuốc này, nó cũng rất nhẹ thôi, nên phải ném mạnh một tí các bạn. Đấy, các bác thấy không? Sập bên này nhưng bên kia không được sập nhé các bác nhé. Sập bên này mà bên kia sập thì vứt đi các bạn. Nếu mà đôi lúc muốn đánh hai con thì không thể đánh được, bởi vì là bên này sập rồi, bên kia sập rồi thì hỏng ăn ngay. Đấy, hàng nhà em thì bao chất, bao xịn sò luôn. Tại sao hàng nhà em hơn tất cả các mọi hàng khác? Bởi vì là từ xương này, xương kể cả xương mẹt lẫn xương lụp nhá, nhà em làm đều là xương to hơn. Tại sao làm tương xương to hơn? Nó nhẹ hơn nhau chỉ có 3-4 lạng thôi các bạn, nhưng mà làm cho con khung lụp này cực kỳ cứng này, cực kỳ chất này. Đấy các bạn, chứ làm xương nhỏ quá, bây giờ làm cần sập cũng nhỏ quá, làm xương trong này nhỏ quá, nó rất yếu các bạn, nó yếu, đâm ra là sinh ra con lụp nó mềm lắm, chứ nó không cứng như con lụp nhà em này các bạn. Dí này, dí thoải mái luôn, không bao giờ nhũn được lụp nha. Hàng bao chất, bao đẹp cho các bác luôn. Toàn bộ lưới này, lưới là lưới đan tay thì em cũng đã nói rất nhiều rồi. Tại sao không làm lưới siêu bền? Khi làm lưới siêu bền nhá, nó sẽ phồng lưới ra như này. Đấy, bao giờ cũng vậy. Còn lưới mà dù ống, dù thái này thì nó sẽ dẹp xuống phẳng với cái mặt lụp này. Thì đấy, để con bịp nó không thể bị chống vào lưới mà nó sợ nó ra cả. Đấy, hàng nhà em thì nói thật với các bác là bảo hành các bác trọn đời luôn, không rơi vỡ, không va đập. Đấy,
Còn hàng này các bác biết rồi, cầu tử cáp quang này thì nói thật với các bác là cả đời chẳng bao giờ hỏng được cái cầu tử này đâu. Toàn bộ của nó bằng inox cầu tử cáp quang, dây dù siêu bền. Ví dụ là khi các bác đi đánh lâu rồi, đánh ví dụ nhiều năm rồi, mình cọ sát những cái dây dù này, ví dụ là nó bị đứt một hai mối thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, tại vì nhà em đã nhỏ keo toàn bộ rồi nên nó rất chắc chắn nhá. Đấy, thì đầu xuân năm mới thì em cũng kỷ niệm bác ở Tiền Giang này, một cái áo lụp đi theo, và giá tiền thì vẫn thế các bạn, vẫn là 1,6 triệu. Đấy, tại vì bác làm một lớp thì em đỡ phải chấm một lớp này đi, thì em cũng kỷ niệm bác đây cái áo luôn để tặng bác ấy, gọi là đầu xuân năm mới. Thì bác nào cần cái sản phẩm lụp bịp bịp này cứ liên hệ em, số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho bác chủ động liên hệ. Bác nào xem được video thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác video sau.